Chào mừng quý vị đã đến với kênh tin tức của chúng tôi. Tình yêu luôn khiến con người chúng ta trở nên mù quáng. Vì tình yêu, chúng ta có thể làm bất cứ việc gì. Có người thì sẵn sàng bỏ cả gia đình để chạy theo tiếng gọi của con tim. Có kẻ thì sẵn sàng làm bất cứ việc gì chỉ cần được ở bên cạnh người mà mình yêu, dù cho có vướng vào vòng lao lý cũng chẳng màng. Và đó là lý do đã xảy ra một vụ án thương tâm tại Hà Nội, khi người phụ nữ đã vì ghen tuông mù quáng mà sẵn sàng tước đoạt mạng sống của vợ nhân tình, khiến cho rơi vào vòng lao lý. Thông tin diễn biến vụ việc như thế nào, xin mời quý vị cùng theo dõi. Bị cáo Ngô Thị Thúy, sinh năm 1974, trú tại thị xã Sơn Tây, Hà Nội, từng có một gia đình hạnh phúc với người chồng chăm chỉ làm ăn và hai người con khấu khỉnh chăm ngoan. Nhưng bi kịch bắt đầu đến sau khi chồng Thúy chết. Ngô Thị Thúy là một người đàn bà có dáng cao dong dỏng, đôi mắt ướt át đa tình với cặp lông mày khá rậm. Từ ngày chồng qua đời, trong lòng người đàn bà đang độ tuổi hồi xuân này có một khoảng trống lớn về tình cảm, rất cần một người đàn ông để chia sẻ. Nhìn cảnh mẹ quá con côi khó khăn, vất vả, người bạn cùng buôn trâu với chồng Thúy tên là Đàm Quang Chính, sinh năm 1975 ở Kim Hoàng, xã Vân Canh, huyện Hoài Đức, Hà Nội, thường xuyên qua lại giúp đỡ, chia sẻ cảnh mẹ quá con côi. Chỉ một thời gian sau, hai người đã ngã vào vòng tay nhau, dù Chính đã có vợ và ba đứa con. Thúy và Chính còn xưng hô thân mật vợ chồng. Tình cảm hai người ngày càng mặn nồng khiến Thúy không tỉnh táo nhìn nhận mối quan hệ bất chính này. Ngoài nghề buôn trâu, Chính còn chăn nuôi trâu nên đã dựng lán ngoài cánh đồng ở địa bàn xã Di Trạch, huyện Hoài Đức để tiện trông nom đàn gia súc. Chiếc lán này hầu như chỉ Chính ở nên bất ngờ lại trở thành điểm hẹn hò lý tưởng của cặp tình nhân. Dù sinh sống ở Sơn Tây nhưng Thúy không quản ngại xa xôi, thường xuyên phóng xe máy cả tiếng đồng hồ đến với nhân tình rồi lại tất tả về chăm con. Mối tình vụng trộm ấy thấm thoát cũng được 2 năm. Với Thúy, Chính mặc định là chồng mình nên gần như không nghĩ đến sự hiện diện của chị Nguyễn Thị Toàn, vợ Chính. Từ tháng 8 năm 2013, Thúy và Chính đang ở với nhau như vợ chồng tại lán chăn thả trâu trên cánh đồng thuộc địa bàn xã Di Trạch, huyện Hoài Đức. Cuối năm 2013, anh Chính nhờ Thúy mua hộ một ít bã chó Cyanua để Chính dùng đánh chó. Thúy nhờ bạn là anh Nguyễn Văn Bao, sinh năm 1964, ở xã Phương Độ, huyện Phúc Thọ, Hà Nội, mua giúp được 4 viên bã chó với giá 100.000 đồng một viên. Thúy mang về nhưng chỉ đưa cho anh Chính 2 viên Cyanua. Sáng định mệnh tháng 5, sau khi qua đêm tại lán cùng Chính, Thúy tất tả lùa trâu ra đồng. Trở về thấy quần áo lắm bẩn, liền giặt giũ và đem phơi ngay trên chiếc xe máy dựng trước lán. 9 giờ sáng, chị Toàn vợ Chính đột nhiên tới lán. Như kẻ ăn vụng sắp bị người khác bắt quả tang, Thúy bỏ chạy khỏi lán. Nhát thấy bóng người đàn bà chạy khỏi lán, lại phát hiện ra bộ quần áo phụ nữ mới giặt còn chưa ráo nước. Mất bình tĩnh, chị Toàn buông lời to tiếng một lúc rồi bỏ đi. Và cũng lúc đó, Thúy trốn trong lều nuôi vịt gần đó, chứng kiến tận mắt nhân tình chịu chửi mắng thảm tệ, bỗng bùng lên ý định trả thù. Thúy lấy một ít cyanua cho vào chiếc cốc nhựa, hòa với nước, sau đó trộn vào số thức ăn của vịt. Đến chiều, Thúy cho đàn vịt ăn làm chết 17 con. Về phần chị Toàn, sau khi nghi ngờ Chính có quan hệ ngoài luồng, chị đã thường xuyên ra lán ngủ cùng chồng, khiến Chính và Thúy không có cơ hội gặp gỡ, chung sống với nhau. Xa cách khiến Thúy bứt rứt, những lời hứa hẹn sẽ ở với nhau suốt đời mà Chính thủ thỉ, khiến người phụ nữ quá chồng độ tuổi còn xuân tin rằng tương lai sẽ có một mái ấm thật sự. Vậy là ý chí giành giữ người yêu bùng lên cơn ghen trong Thúy khi nào không hay. Điên cuồng vì ghen tuông, Thúy dùng sim rác gọi điện tới khủng bố chị T. Cô ta càng thêm nung nấu ý định sát hại tình địch. Khoảng giữa tháng 5 năm 2014, trong một lần đến lán trâu của anh Chính, Thúy lấy lý do vì thời gian này có nhiều chó đến quấy phá nên muốn xin một ít cyanua về đánh bả. Không chút nghi ngờ, anh Chính đưa cho Thúy viên thuốc còn lại. Ngày 27 tháng 5, anh Chính đi mua trâu ở tỉnh Phú Thọ, rủ Thúy đi cùng. Trên đường đi, anh Chính kể cho Thúy biết, ngày hôm sau sẽ phá dỡ lều trong trâu ở xã Vân Canh, chị Toàn phải đến lán ở xã Di Trạch để thả trâu ở đó. Nghĩ đây là cơ hội ra tay sát hại chị Toàn, Thúy liền lên kế hoạch. Biết chị Toàn đi thả trâu ngoài đồng về sẽ khát nước, nên 7 giờ ngày 28 tháng 5, Thúy đi xe máy đến lán trâu ở xã Di Trạch và mang theo viên cyanua đã nghiền thành bột, đổ vào ấm nước để trên bàn, rồi phóng xe lên thị xã Sơn Tây, ngồi nghe ngóng tình hình. Đúng như dự định, trưa cùng ngày, khi lùa đàn trâu về lán, chị Toàn vào nhà rót nước uống và tử vong chỉ sau vài phút. Sau đó, Thúy lẳng lặng trở về nhà.
Đến khoảng 11 giờ cùng ngày, anh Chính thấy chị Toàn chưa về nên đến lán tìm. Vừa bước vào trong, anh Chính thấy chị Toàn nằm dưới đất, miệng sùi bọt mép, toàn thân tím tái và tim đã ngừng đập. Biết chị Toàn đã tử vong, anh Chính gọi điện báo cho người thân trong gia đình. Trong lúc chờ người nhà đến, Chính cầm cốc nước chị Toàn uống dở để trên bàn. Uống được một ngụm, anh Chính thấy có vị đắng, lưỡi tê cứng nên vội vàng nhổ ra, nhưng vẫn bị ngộ độc nhẹ. Cùng lúc này, người thân trong gia đình có mặt đưa anh Chính đến bệnh viện đa khoa Hoài Đức sơ cứu, rồi chuyển lên bệnh viện Bạch Mai cấp cứu, rửa ruột nên thoát chết. Quá trình điều tra, cơ quan công an đã tiến hành rà soát các mối quan hệ về kinh tế, tình cảm của vợ chồng anh Chính. Nhiều người trong diện nghi vấn đã được cơ quan công an bí mật xác minh làm rõ. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng phá án đã từng bước xác định được hung thủ gây án là Ngô Thị Thúy. Đối tượng đã có một tiền án về tội trộm cắp tài sản. Tại cơ quan công an, ban đầu Thúy quanh co chối tội. Nhưng trước những bằng chứng được cơ quan điều tra đưa ra, đối tượng gây án phải thừa nhận hành vi giết người. Ước muốn ở bên nhân tình đã khiến Thúy có hành động mù quáng. Đến dự phiên tòa, sau khi được hội đồng xét xử yêu cầu, anh Chính thừa nhận quan hệ tình cảm với Thúy, song luôn miệng tố cáo sự ác độc của tình nhân. Theo lời Chính, Thúy đã nhiều lần gọi điện chửi bới, đe dọa chị Toàn nên anh đã tìm cách ngãn ra, nhưng Thúy vẫn tiếp tục sấn đến. Phản bác lại lời khai này, Thúy nói rằng, từ khi chị Toàn phát hiện ra mối quan hệ bất chính của hai người, họ vẫn quan hệ kháng khích. Tại phiên tòa, Thúy thừa nhận hành vi sát hại chị Toàn là do ghen tuông và chị ta cũng đã khai có thai 2 lần với anh Chính. Lần mang thai thứ 2 là thời điểm gây án. Tuy nhiên, khi bị tạm giam, Thúy bị sốt rét nên phải bỏ thai. Trong phiên xét xử sơ thẩm mới đây, khi được hỏi bào thai Thúy đang mang có phải của mình không, Chính đã giãy nảy như đứa trẻ cãi cố khi bị truy đúng tội. Không phải của tôi, biết được nó có con với ai. Người đàn ông này khẳng định đầy thù hận. Nếu biết nó giết vợ tôi thì chắc chắn hôm nay nó không còn ngồi đây. Giọng anh Chính đành thép đề nghị tòa xử đúng người, đúng tội. Mặc dù thừa nhận 2 năm quan hệ với quá phụ là bất chính, song Chính thản nhiên cho rằng đó là chơi bời không xác định. Thản nhiên khẳng định là lẽ thường khi 10 người đàn ông thì 8 người đều như vậy, khiến nhiều người có mặt tại phiên tòa ngao ngán và khó lòng tiếp tục dành cho Chính ánh nhìn chia sẻ. Khi hội đồng xét xử nghị án, Thúy co ro, hai tay đang chéo, cúi gầm trước vành móng ngựa. Người nhà bị hại hùng hổ, ùn trực lao tới khiến lực lượng an ninh một phen lao lực. Cánh cửa phòng xử 302 đóng sầm, nhưng dù có kéo giữ thêm bao nhiêu đi chăng nữa, cũng bất lực nếu muốn ngăn tiếng chửi bới, nạt nộ, oán trách của người thân bị hại xối xả ném vào người đàn bà tuyệt lối yêu đương ấy. Tình yêu vốn dĩ không có tội, mà tội lỗi xuất phát từ cách cư xử của người trong cuộc mới khiến tình yêu trở thành nguyên nhân của những hành động đau xót, khó lòng chấp nhận. Kết luận sau giờ nghị án, xét thấy hành vi của Thúy vô cùng man rợ và độc ác, nhưng do gây án khi đang mang thai nên đã được giảm nhẹ hình phạt. Hội đồng xét xử đã cân nhắc và quyết định tuyên phạt Thúy án chung thân về tội giết người. Bị dẫn giải ra xe về trại giam, Thúy bước đi trong câm lặng. Một khắc lướt qua người đàn ông mà bản thân từng nghĩ là sự sống, ánh mắt Thúy lạnh băng. Cảm ơn sự quan tâm và theo dõi của khán giả. Đừng quên like, share, subscribe và click vào những tin tức mới nhất đến từ BNews các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!